Kính mời quý vị theo dõi vấn đề là cái phim Hai Phượng, phim tuyên truyền cho Cộng sản Việt Nam. Chính ở phim Hai Phượng này họ cũng xác nhận là Hai Phượng là cuộc phim do Bộ Công an tham gia chỉ đạo từ khâu kịch bản đến dàn dựng. Thế một cái phim tuyên truyền như vậy cho Công an Cộng sản Việt Nam như vậy mà Tạ Đức Chí, thị trưởng Winter lại mang vào thì thành phố Winter để vinh danh, mà trong khi đó là nhân dân, một người tị nạn cộng sản. Tạ Đức Chí đã mang cái cộng sản vào thành phố để gây đau khổ thành phố, mời chính Tạ Đức Chí là quấy nhiễu đồng hương tị nạn cộng sản tại Liên Xô Sài Gòn, và mời quý vị theo dõi một đoạn để chứng minh cái phim Hai Phượng này là phim tuyên truyền của Công an Cộng sản Việt Nam từ khâu kịch bản đến khâu dàn dựng. Khâu đầu tiên khi bắt đầu bước vào cái giai đoạn sản xuất là cả ekip cũng đã bàn tính rất kỹ, rồi cũng làm việc với lại ekip nước ngoài để làm như thế nào để loại bỏ những cái điều mà mình không có được sản xuất ở thị trường Việt Nam. Thì đối với những cảnh đánh nóng như vậy thì cũng được bên cục điện ảnh hỗ trợ rất là nhiều, cũng giống như là bên Bộ Công an cũng đã tham gia vào để góp ý rất là nhiều cho từ khâu kịch bản cho tới khâu dựng. Và đó là một trong những cái điều may mắn để chúng ta có được một cái sản phẩm hoàn chỉnh như ngày hôm nay. Lại một lần nữa chúng ta có thể có quyền tự hào là phim hành động Việt Nam bây giờ nó đã có.